Mến chào toàn thể anh em, chúc vui gặp lại anh em. Nãy giờ thì mình đang cho anh em vừa thấy những giây phút liên đấu tại server của công thành chiến.us. Và đây là chúng ta đang được xem trận đấu giữa nhíp hồn gà rừng gặp dao phóng lợn mọi người ạ. Cũng là nhíp hồn luôn. Hiện tại thì một cao thủ dao phóng lợn có vẻ như là chơi cứu cung vi tinh mọi người ạ. Còn gà rừng thì chơi nhíp hồn nguyệt ảnh. Một trận đấu khá là hấp dẫn mọi người ạ. Úi ôi, cứu cung đánh rất là ghê. Một hit mà gà rừng sắp đi về Tây Thiên luôn mọi người ạ. Nói hiện tại thì mình đang là quay video tại trận liên đấu môn phái đường môn của website công thành chiến.us và nhóm Zalo dưới đây nha mọi người nha. Anh em nào chơi game thì anh em tham gia vào nhóm Zalo hoặc là truy cập vào trang web và công thành chiến.us để chúng ta tải game. Đây là server dành cho những người đi làm. Hiện tại tháng đầu tiên mở liên đấu là liên đấu môn phái nha mọi người nha. Liên đấu môn phái. Hiếu cung phi tinh và nhíp hồn nguyệt ảnh thì không biết là cao thủ không biết là bên nào sẽ ăn. Hiện tại thì hai bên mình thấy thì ôi nhíp hồn nguyệt ảnh đánh kìa. Một bên mặc áo nhu tinh mọi người ạ. Một bên mặc áo nhu tinh, một bên thì mặc đồ xanh ăn ban. Tí mình sẽ soi đồ cho anh em xem nha. Anh em nào thích liên đấu thì anh em truy cập vào trang web là công thành chiến.us để chúng ta tải game, tham gia nhóm Zalo ở đây để chúng ta trò chuyện. Server này là server BK miễn phí nha mọi người nha. Chúng ta vào là cấp 150. Chúng ta lọc đồ chúng ta BK thôi. Rất là miễn phí và cũng đang rất là rất đông anh em chơi. Đó, nên là em cứ tải game và chúng ta trải nghiệm nha. Vô lọc đồ tầm 1 tiếng 2 tiếng là có một bộ đồ chúng ta đi liên đấu BK rồi. Anh em muốn lên đồ hoàng kim môn phái, đi tống kim, đi săn bốt là sẽ có đồ hoàng kim môn phái nha mọi người nha. Chúng ta thấy dao phóng lợn, sao dao phóng lợn đang đứng đơn như kia đơ luôn. Gà rừng này chơi nhíp hồn nguyệt ảnh và tiểu lý phi dép. Như vậy thì trận đấu đã kết thúc mọi người ạ. Trận đấu đã kết thúc thì cao thủ giành chiến thắng là gà rừng mọi người ạ. Hiện tại thì đang liên đấu vào lúc 19 giờ thì đang rất là nhiều cao thủ đã sang đang thi đấu nha mọi người nha. Và bây giờ thì mình sẽ coi cao thủ gà rừng xét đồ như thế nào nha mọi người nha. Gà rừng mang trên mình bộ ăn bang 20 30, 30 và 30 mắc ọc, mắc binh. Đồ này là miễn phí nha mọi người nha. 30, 4, 9, 8, 7 cũng là miễn phí nha mọi người nha. Lọc đồ là có ngựa bùng tiêu 25, 40, thập pháp 20. Giả mang quá mọi người, xin được 104. 25, 40, tại sao là đi sinh khí 20? Tại sao liên đấu môn phái mà lại mang đồ thế này là sao ta? Chắc lấy dòng sinh khí mọi người ạ. Thập pháp 14, xin được 113. 25, 40, thập pháp 14, xin được 185. Quá đẹp luôn. 113 phục hồi. 25 40 xin được 180, thâm pháp 14 quá đẹp luôn. Thâm pháp 14 nè, 14 nè, 14 nè và 20 nè. Quá đẹp luôn. Đẳng cấp ông này là 150 mấy à mọi người. Hiện tại thì server là miễn phí BK. Đẳng cấp là 150 thì anh em đang giới hạn là cấp đẳng cấp 158 nên là anh em thích cày thì cày. Đó 30 49 cho ghê gớm không? Ở đây có nhíp hồn đi phin vũ này, để bảo vũ đi phin vũ nè mọi người nè. Đó ghê chưa? 35 cộng 2 54 131 ghê chưa? Đó, bao tay 21 ghê chưa? Rồi dao phóng lợn đi solo mang nhu tình thì chết rồi mọi người ạ. Phải mang phục hồi chứ. 24 20 à? 25 20 ông này chắc lười lọc đồ mọi người ạ, lười lọc đồ. Nên là làm chậm hơi ít. 25 40 xin được 148. 22 40 tốc độ di chuyển 40. 30 50 xét thưởng 14 rồi mọi người ạ. Cao thủ này chắc mới tạo ạc mọi người, mới tạo ạc nên là lọc đồ chưa mắc binh. Lọc được cây nỏ ông đẹp ghê. 30 50. Đây là vài giây phút đi liên đấu tại server của công thành chiến.us nha. Để anh em nào thích chơi thì anh em cứ truy cập vào trang web là công thành chiến.us để ta tải game và trải nghiệm nha mọi người nha. Rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nha. Bye bye anh em nha.